Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là các nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Thêm hơn 1,4 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam. Các khu công nghiệp Bắc Ninh vững vàng trước đại dịch. Hà Nội sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022. Lào Cai chấn chỉnh sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thưa quý vị và các bạn, đã có 1.442.300 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca thuộc hợp đồng mua 30 triệu liều của công ty VNVC chia thành hai đợt về thành phố Hồ Chí Minh trong chiều và tối ngày 26 tháng 8. Hai lô vaccine 524.300 và 918.000 liều đã được chuyển về kho lạnh của công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC. Lần đầu tiên trong cùng một ngày, AstraZeneca chuyển liên tiếp hai đợt hàng khác nhau, cũng là ngày VNVC nhận số lượng vaccine lớn nhất từ trước đến nay. 8 tuần gần đây, mỗi tuần đều có một đợt hàng được bàn giao. Đây cũng là đợt giao vaccine thứ 10 và 11 của AstraZeneca. Lô vaccine đầu tiên về ngày 24 tháng 2 với 117.600 liều, đợt 2 về tối 25 tháng 5 với 287.600 liều, đợt 3 ngày 9 tháng 7 với 580.000 liều, đợt 4 ngày 15 tháng 7 với 921.400 liều, đợt 5 ngày 23 tháng 7 với 1.228.500 liều, đợt 6 ngày 29 tháng 7 với 659.900 liều, đợt 7 ngày 6 tháng 8 với 592.100 liều, đợt 8 ngày 13 tháng 8 với 1.113.400 liều, đợt 9 về ngày 19 tháng 8 với 1.209.400 liều. Như vậy, đến nay gần 8,2 triệu liều vaccine của AstraZeneca trong hợp đồng mua của VNVC được giao, tương đương 27,3% hợp đồng. Ngày 27 tháng 8, 16.000 liều thuốc kháng virus Monopiravir đã được ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh chuyển xuống các quận huyện điều trị F0 vừa và nhẹ đang cách ly theo dõi tại nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thuốc kháng virus Monopiravir dạng thuốc từ Sở Y tế, các địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỏa tốc tiến hành cấp phát cho F0 trong nhóm được sử dụng theo quy định khi cách ly theo dõi y tế tại nhà. Monopiravir là thuốc kháng virus đặc hiệu cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt và làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong. Để đảm bảo việc cấp phát và sử dụng thuốc Monopiravir đạt được hiệu quả cao nhất và quản lý được nguồn thuốc cấp theo chương trình Sở Y tế quy định, đối tượng được cấp thuốc là những người có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, PCR hoặc test nhanh kháng nguyên, độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi và đồng ý tham gia chương trình sử dụng thuốc Monopiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc COVID-19 triệu chứng ở mức độ nhẹ. Đại dịch COVID-19 bùng phát và xâm nhập vào các khu công nghiệp thời điểm tháng 5, tháng 6 năm 2021 khiến nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19. Song với các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, các khu công nghiệp Bắc Ninh vẫn hoạt động trong điều kiện vừa cách ly, vừa sản xuất. Nhờ vậy, các chuỗi cung ứng vẫn được duy trì, không bị đứt gãy, giá trị sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng. Là doanh nghiệp trong nước có mặt từ những năm đầu khu công nghiệp Tiên Sơn khi đi vào hoạt động, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đang tạo việc làm cho 900 lao động với mức thu nhập bình quân 9 triệu đồng một người một tháng. Những tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất của công ty khá ổn định. Tuy nhiên, bước sang tháng 5 và tháng 6, dịch COVID-19 bùng phát, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Vinamilk phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Nhờ sự hỗ trợ rất kịp thời của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là sự tư vấn giúp đỡ trực tiếp của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Nhờ vậy, Vinamilk đã vững vàng vượt qua đại dịch. Ban Quản lý các khu công nghiệp, họ rất là quyết liệt, đồng thời họ có trách nhiệm rất là cao, đồng hành cùng với doanh nghiệp trong cái việc mà phòng chống dịch để khôi phục lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy thì các doanh nghiệp họ vừa được hướng dẫn một cách sâu sát, vừa được sự hỗ trợ kịp thời cũng như là sự động viên đối với các doanh nghiệp để triển khai cái công tác phòng chống dịch. Nhờ những quyết định táo bạo chưa có tiền lệ trong phòng chống dịch để duy trì sản xuất, Bắc Ninh đã sớm khống chế và dập được dịch trong các khu công nghiệp. 100% doanh nghiệp đã hoạt động trong trạng thái mới. Kết quả 7 tháng, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của Bắc Ninh tạo giá trị sản xuất hơn 657.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ, tăng 16%. Nộp ngân sách nhà nước gần 6.100 tỷ đồng, tăng 24%. Mặc dù trong bối cảnh dịch, dòng vốn FDI đầu tư vào các khu công nghiệp vẫn có xu hướng tăng. 7 tháng đầu năm, 70 dự án với gần 720 triệu đô la Mỹ. Trong đó 54 dự án FDI. Chúng ta dự kiến mỗi một năm bình quân thu hút khoảng độ 1 tỷ đô để đảm bảo được mục tiêu này. Và chúng ta cũng lựa chọn các nhà đầu tư bởi vì chính thu hút được những nhà đầu tư, một là phải có tiềm năng,
theo chỉ đạo chung là hai ít ba cao. Thứ nhất là ít đất, thứ hai là ít lao động, cao là công nghệ cao, vốn cao và thu ngân sách cao và môi trường cao. Đây là mục tiêu chính. Những thành công trong công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp của Bắc Ninh sẽ được lan tỏa, trở thành yếu tố quan trọng, tiến những bước chắc chắn trong việc xây dựng môi trường đầu tư tối ưu, hiện đại, tạo ra lợi thế đầu tư mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Qua đó tạo niềm tin đối với cộng đồng các doanh nghiệp và đông đảo lực lượng chuyên gia, người lao động trong và ngoài nước. Hiện tại khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành phố đang căng sức chống dịch. Hưởng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, huyện Quản Bạ, nhân dân xã Quản Bạ đã và đang tích cực chung tay trong việc ủng hộ nông sản cho khu vực cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, mỗi gia đình tại xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã đến trụ sở thôn để ủng hộ nông sản là bí đỏ, su su, khoai tây, đu đủ, ít nhất là 5kg. Sau một tuần triển khai thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, nhân dân xã Quản Bạ đã đóng góp được trên 3 tấn nông sản. Toàn bộ nông sản tại các thôn sau khi tiếp nhận sẽ được tập kết tại Ủy ban Nhân dân xã và được kiểm tra, phân loại, đảm bảo về chất lượng. Với tinh thần tích tiểu thành đại, những ngày này, những người dân Lào Cai đã và đang chung tay góp sức chia sẻ một phần khó khăn với người dân tỉnh, thành phố đang phải thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Nông dân xã, ngày 23 tháng 8, bà Lưu Thị Thượng và các hộ dân ở thôn Tân Tiến, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai đã ủng hộ được trên 1 tấn rau củ quả để chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch. Việc thực hiện vận động ủng hộ tuyến đầu chống dịch và các địa phương có dịch COVID-19 được chính quyền các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện với tinh thần ai có gì ủng hộ đó, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Với sự chung tay ủng hộ của cả cộng đồng, đã có hàng chục tấn rau củ quả cùng một lượng lớn các nhu yếu phẩm thiết yếu từ tỉnh Lào Cai đến với cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh và người dân ở các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua đó góp phần giúp các địa phương giải quyết một phần khó khăn về lương thực, thực phẩm, quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch. Chỉ còn một tuần nữa thì năm học mới sẽ bắt đầu. Thời điểm này, về cơ bản, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới, cũng như đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Niềm vui đến với cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm khi nơi đây vừa hoàn thành công trình trường tiểu học để kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới 2021-2022. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 6.000 m2, bao gồm khu hiệu bộ, nhà đa năng cùng 52 phòng học và chức năng, có tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng. Với quy mô gần 900 học sinh, ngôi trường mới đã góp phần giảm tải học sinh cho các trường tiểu học trên địa bàn. Khi trường tiểu học Đông Ngạc ra đời thì đã giảm tải được cho trường tiểu học Đông Ngạc B và trường tiểu học Đông Ngạc A, đáp ứng được cái nhu cầu của người dân trên địa bàn, đồng thời cũng giúp phần giảm tải được cho cả trường tiểu học Xuân Đỉnh của phường Xuân Đỉnh, ở quận Bắc Từ Liêm. Chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, khối quận, huyện, thị xã đã xây mới, thành lập mới được 40 trường học các cấp học với kinh phí khoảng 1.998 tỷ đồng, trong đó công lập có kinh phí khoảng 1.666 tỷ đồng. Đối với khối trực thuộc, đã thành lập mới 4 trường với tổng mức đầu tư khoảng 356 tỷ đồng. Cùng với đó, thì công tác mua sắm trang thiết bị dạy học cũng đã được các nhà trường và ngành giáo dục thủ đô tăng cường. Tổng kinh phí mua sắm trang thiết bị trên địa bàn thành phố là 929 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước 76 tỷ đồng. Đặc biệt, kinh phí dành cho mua sắm bổ sung thiết bị tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo chương trình sách giáo khoa mới khoảng 1.294 tỷ đồng. Sách giáo khoa mới ở lớp 2 và lớp 6 thì về phía cơ sở vật chất thì đảm bảo với lớp 2 là mỗi lớp có một phòng học để đảm bảo việc học 2 buổi trên ngày đối với học sinh lớp 2. Thế và các nhà trường cũng đã lựa chọn và đăng ký với các nhà xuất bản để triển khai phát hành sách tới tay phụ huynh học sinh. Do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên việc vận chuyển sách giáo khoa có phần khó khăn. Một số khu vực nhà trường chưa nhận được sách giáo khoa. Để tháo gỡ tình trạng này, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã trao đổi với Sở Giao thông Vận tải, thống nhất phương án phát hành, vận chuyển, đảm bảo sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đến tay học sinh trước ngày khai giảng.
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với bậc mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra mục tiêu phấn đấu đạt được 3 điều: học sinh thì yên vui, cô giáo thì yên tâm, cha mẹ học sinh thì yên lòng. Đây sẽ là nhiệm vụ cũng là thách thức cho các cơ sở giáo dục mầm non, các sở giáo dục và đào tạo phải thực hiện trong năm học tới trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Trường mầm non Hoa Mai, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội là trường dân lập, nên khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, học sinh nghỉ học, nhà trường đóng cửa, nhưng tiền thuê nhà, trả lương cho giáo viên mỗi tháng vẫn lên đến 30 triệu đồng. Tình trạng này khá phổ biến với hầu hết các trường nhóm trẻ mầm non tại nhiều địa phương. Tôi là chủ trường thì tôi cũng luôn luôn động viên và các cô đang cố gắng, vì dịch bệnh nó là tình hình chung, thì không những ngành nghề mầm non khó khăn nhưng mà các ngành nghề khác cũng rất là vất vả và khó khăn, thì chúng ta hãy cố gắng yêu nghề và bám nghề để làm sao đại dịch sẽ qua và trường lớp chúng ta lại trở lại bình thường. Theo số liệu thống kê, năm 2020, cả nước có 29 trường mầm non ngoài công lập và 244 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục dừng hoạt động. Hàng triệu trẻ em lỡ cơ hội đến trường vì Covid. Hiện những trường mầm non còn trụ lại được cũng phải gồng mình tìm nhiều phương án duy trì hoạt động. Năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị toàn ngành giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng phải thực hiện mục tiêu vừa phát triển, đổi mới chất lượng nhưng cũng phải đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non mà tập trung phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn trẻ tại nhà. Các địa phương rà soát, tham mưu cho chính quyền các cấp có giải pháp hỗ trợ để tránh tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể, bởi đây là nguy cơ rất lớn đối với giáo dục mầm non. Trẻ em tới lớp thì được yên vui, thầy cô công tác thì được yên tâm, cha mẹ gửi con thì được yên lòng. Làm sao mà có ba cái yên đấy thì chúng ta, những người làm giáo dục và đặc biệt để cho giáo dục mầm non thì mới có thể hài lòng, coi như chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương mình để có kế hoạch đón trẻ đến trường. Cùng với đó, Bộ sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất xây dựng kho học liệu, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc trẻ ở nhà khi không thể đến lớp vì dịch bệnh. Dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm gia tăng tỷ lệ người lao động thất nghiệp tại nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, tại Hưng Yên, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, doanh nghiệp phát triển ổn định, tạo việc làm mới cho nhiều lao động, nên số lao động thất nghiệp trên địa bàn giảm đáng kể. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có trên 6.200 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm trên 2.000 người so với cùng kỳ năm 2020. Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh giải quyết cho 5.700 người được hưởng chế độ với tổng số tiền là trên 80 tỷ đồng. Người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông, tập trung ở các ngành nghề, giày da, lắp ráp điện tử, ngành du lịch. Ngoài việc tiếp nhận thủ tục và chi trả bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người lao động, theo đúng quy định, Trung tâm Dịch vụ Việc làm còn tư vấn học nghề, thông tin về thị trường lao động và tìm việc làm mới cho gần 21.000 người. Nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực, rau sạch, thực phẩm xanh trong mùa dịch COVID-19, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã vận động nhân dân chuyển đổi một số diện tích cây trồng khác sang trồng các loại rau củ quả. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng diện tích gieo trồng lũy kế toàn tỉnh đạt gần 357.000 ha, bằng 91,6% so với kế hoạch năm. Trong đó, cây hàng năm đạt gần 93.000 ha, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, diện tích cây trồng ngắn vụ hè thu trên toàn tỉnh Lâm Đồng đạt gần 40.000 ha. Trong vụ mùa, diện tích gieo trồng cây ngắn ngày đạt gần 11.000 ha, bằng 27% so với kế hoạch. Đặc biệt, đã có 18.000 ha diện tích trồng hoa chuyển sang trồng rau các loại. Riêng vụ đông xuân trồng hơn 40.000 ha đã thu hoạch xong từ đầu năm, có năng suất, chất lượng tốt. Việc tăng diện tích sản lượng trồng cây ngắn ngày, trong đó chủ yếu là các cây lương thực, rau xanh, đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp cho nhu cầu của người tiêu dùng trong mùa dịch COVID-19, góp phần bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra hàng chục vụ việc doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đây là thực trạng đáng lo ngại khi chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện mục tiêu không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Sau
phản ánh của báo chí và người dân về sự việc khói bụi bất thường xảy ra ở nhà máy Supelan Apromaco Lào Cai, cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc xác minh nguyên nhân. Kết quả doanh nghiệp phải nộp phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động để khắc phục. Bản chất sự việc không nghiêm trọng mà chỉ là đơn vị này đưa vào thử nghiệm nhiên liệu mới nhưng chưa báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Quá trình rà soát thì hiện tại máy móc thiết bị tương đối rất là ổn định và tiến tới là chúng tôi là sẽ tiếp tục là rà soát một lần nữa và để đảm bảo các công trình, thứ nhất là các công trình bảo vệ môi trường làm sao đảm bảo hoạt động định, và tiến tới chúng tôi có một số cái phương án để nâng cao cái môi trường sản xuất của dây chuyền, thứ nhất là một số công trình như là bổ sung thêm một số hệ thống lọc bụi, nâng cao chiều không khói. Ở lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp Mạnh Kiên 50 triệu đồng với sai phạm không lắp đặt trạm cân và chưa hoàn nguyên sau theo quy định 8 tháng phải dừng hoạt động là một bài học cho doanh nghiệp. Khó khăn cơ bản nhất là cái về thuế, chính sách của thuế. Giữa thuế là chẳng hạn như bây giờ nếu mà đúng theo luật là áp theo là cái phí tài nguyên và phí bảo vệ môi trường ấy. Khi mà khai thác lên trên bờ ta đã phải tính thuế luôn, từ ngòi đun cho đến bệnh viện 500 giường là chưa có quy hoạch về bến thủy nội địa. Đó chỉ là 2 trong số 15 doanh nghiệp bị tỉnh Lào Cai xử phạt từ đầu năm đến nay. Tổng số tiền mà các doanh nghiệp phải nộp vì các sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường khoảng 2 tỷ đồng. Với động thái này, Lào Cai đã thể hiện sự kiên quyết đối với các sai phạm của các doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ cương quyết là những đơn vị nào vi phạm chúng tôi xử lý, sai phạm đâu thì đến đấy, chứ không có cái tình trạng để doanh nghiệp là nói rằng là doanh nghiệp này vi phạm, doanh nghiệp kia vi phạm, thì khi nào khắc phục xong ấy, thì có báo cáo và các cái sở ngành và trong đó Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra thấy là đảm bảo được các cái quy định liên quan mà đảm bảo môi trường thì chúng tôi báo cáo tỉnh cho phép hoạt động trở lại. Đến thời điểm này, Lào Cai là địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, về lâu dài, việc đảm bảo môi trường vẫn đang được chấn chỉnh quyết liệt nhằm đảm bảo công bằng cho các doanh nghiệp và an toàn cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng chống người thi hành công vụ ở các chốt chống dịch đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng có mức độ nguy hiểm. Mới đây nhất là vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ 15 ngày 25 tháng 8 tại chốt kiểm soát trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, khiến một đại úy cảnh sát bị thương nhập viện. Khoảng thời gian trên, tổ công tác số 6 của Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ kiểm soát phòng dịch trên tuyến đường Lê Đức Thọ đã phát hiện một nam thanh niên đi xe máy không mang biển kiểm soát. Khi bị tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và đâm vào người đại úy Lê Ngọc Dũng, khiến anh bị thương vùng đầu, phải đi cấp cứu. Tại Công an quận Nam Từ Liêm, đối tượng khai nhận tên là Trịnh Anh Anh, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ra đường không lý do chính đáng, không có giấy đi đường, nên đã liều lĩnh, manh động, vượt chốt kiểm soát phòng dịch, gây thương tích cho cảnh sát. Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại chốt kiểm soát phòng dịch trên đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông, đối tượng Trần Văn Thịnh, 46 tuổi, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy, định đi qua chốt. Khi được lực lượng chức năng giải thích yêu cầu đeo khẩu trang, đối tượng đã có hành vi chửi bới, giằng co, xô đẩy, giật khẩu trang, túm cổ một chiến sĩ công an. Ngay lập tức, đối tượng Thịnh đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Những vụ việc này không chỉ ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự, mà còn có thể dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bởi thế, các đối tượng này cần phải bị xử lý nghiêm. Ngày 26 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một đối tượng thu giữ 9 bánh heroin. Đối tượng bị bắt giữ là Giàng Bà Dế, 47 tuổi, trú tại bản Tà Hốc, xã Hủy 1, huyện Sông Mã, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin, 2 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Dế khai đã nhận lời của một người đàn ông dân tộc Mông vận chuyển số heroin từ bản Cát, xã Mường Hung đến khu vực Ủy ban Nhân dân xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, sau đó sẽ được trả tiền công là 5 triệu đồng. Đến khu vực Ủy ban Nhân dân xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã,
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.